Từ lâu, bức tường vàng nổi bật của tiệm bánh trở thành một trong những điểm đến thu hút nam thanh nữ tú khắp nơi đến check-in. Vì vậy, thông tin bức tường này sắp trở thành ký ức khiến các bạn trẻ không khỏi tiếc nuối. Trên fanpage, tiệm bánh nổi tiếng Đà Lạt cho biết sẽ chỉ còn khoảng một tuần nữa sẽ tạm ngưng hoạt động. Nguyên nhân kết thúc hợp đồng cho thuê nhà phải trả lại mặt bằng, do đó sẽ không thể giữ lại bức tường này. Không biết từ lúc nào, cối xay gió đã trở thành một phần không thể nào tách rời của Đà Lạt. Tiệm bánh cổ kính với bức tường vàng đã để lại dấu ấn không thể nào phai trong lòng người Đà Lạt và những vị khách ghé thăm nơi đây. Cối biết trong thời gian qua, các bạn đã rất yêu thương cối. Khi nào lên Đà Lạt, các bạn cũng ghé cối cả. Nhưng hôm nay, cối xin viết đôi dòng. Hy vọng sẽ truyền tải phần nào cảm xúc của cối lúc này đến các bạn. Tụi mình chỉ còn một tuần nữa thôi là sẽ tạm ngưng hoạt động. Sở dĩ cối thông báo sớm để những bạn yêu mến ở đây còn có cơ hội để ghé thăm. Cối và bạn còn một ít thời gian nữa và cối tin rằng đây sẽ là những ngày thiệt cảm xúc để những ai chưa, đã và đang dành tình cảm cho cối xay gió có thể cùng nhau lần cuối lưu lại những thứ xưa cũ và biến nó thành hoài niệm để có thể giữ lâu hơn. Rất nhiều bạn trẻ từ lâu đã đến tiệm bánh để check-in bên bức tường vàng, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ ở cối xay gió, khiến nơi đây trở thành một phần của Đà Lạt. Tiệm bánh cho biết sẽ vẫn giữ nguyên những giá trị thật đẹp này và đưa cối xay gió, đưa bức tường vàng trở lại một nơi thật thích hợp tại Đà Lạt. Được biết, tiệm bánh vẫn hoạt động bình thường tại một địa chỉ mới không xa địa điểm cũ. Ngay sau dưới bài đăng của tiệm bánh, rất nhiều bạn trẻ đã để lại bình luận tiếc nuối và đăng những bức ảnh đã từng chụp bên bức tường vàng này.